Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát với đủ 6 căn. Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát chẳng phải chỉ riêng miệng niệm cho rõ ràng, mà trong tâm cũng phải ghi nhận cho thật rõ ràng. Cả mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đủ 6 căn, tất cả đều cùng niệm. Mắt niệm, tai niệm, mũi niệm, lưỡi niệm, thân thể niệm, ý thức cũng niệm. Tóm lại, mọi căn cùng một lúc niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Cái đó gọi là thâu nhiếp 6 căn, một cửa thâm nhập. Tại chương Đại Thế Chí Viên Thông, Kinh có nói, nhiếp cả 6 căn tịnh niệm tương tục, chứng tam ma địa, ấy là đệ nhất. Đại ý câu này có thể giải thích như sau, nói nhiếp cả 6 căn tức là bảo chúng ta gom 6 căn đó lại, không cho chúng tán loạn, bảo chúng phải nghe lời và phụng hành nghiêm chỉnh, phải làm sao khiến cho 6 tên giặc, tức 6 căn biến thành 6 vị hộ pháp. Nhiếp 6 căn tức là ra lệnh cho chúng phải giữ phép tắc, không để chúng tác quái, huấn luyện chúng đến chỗ thuần thục, ngoan ngoãn nghe lời. Không chuyên tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, cái đó là bởi lý do gì? Chính là bởi không thâu nhiếp lục căn, khống chế ngự 6 tên giặc là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Vì đó mà chúng mặc sức tung hoành, làm mưa làm gió, dẫn tới tình trạng vọng tưởng lăng xăng, không an phận thủ thường, tới đâu cũng gặp điều rắc rối. Nếu như 6 căn đều được thâu nhiếp thì lúc đó tịnh niệm nối tiếp với nhau. Các niệm thanh tịnh cũng giống như làn sóng trên mặt nước, cái này nối tiếp cái kia không dứt. Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát với tâm thanh tịnh thì cũng như vậy. Niệm niệm không gián đoạn, niệm niệm không ngưng nghỉ, niệm tới một lúc nào đó liền chứng được tam ma địa. Tam ma địa dịch nghĩa là chánh định, chánh thọ, đó là pháp môn viên thông đệ nhất. Tới được cảnh giới này thì cả 6 căn cùng một lúc niệm thánh hiệu của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Có vào được cảnh giới tam ma địa, chúng ta mới có thể chứng được pháp niệm Quán Âm Tam Muội, và mới có thể gọi là người đã vào thất Quán Âm. Chưa chứng pháp này thì chưa có thể coi như đã vào thất Quán Âm. Tỉ như trong cảnh giới tam ma địa, một mạch bắt đầu từ sáng sớm cho đến tối mới được nghỉ ngơi, trong khoảng đó miệng chỉ biết niệm Quán Âm mà không còn biết gì khác nữa, mọi ý niệm thời gian không còn. Chẳng biết đâu là quá khứ hay hiện tại hay vị lai, cả ba đều coi như không cả. Đó chính là cảnh giới tam ma địa. Đạt được cảnh giới này thì niệm Quán Âm là niệm trong trạng thái tinh thần tập trung, quên mọi phiền não. Ta chưa ăn cơm hay đã ăn rồi cũng không còn nhớ nữa. Tại sao? Bởi vì chúng ta đang dốc lòng niệm Quán Âm. Quần áo mặc vào hay không mặc vào cũng chẳng nhớ. Tại sao? Bởi chúng ta đang chuyên tâm niệm Quán Âm. Đã được ngủ nghỉ chưa cũng không biết. Tại sao? Bởi chúng ta đang chuyên tâm niệm Quán Âm. Nếu thực tình ba thứ ăn, mặc, ngủ, nghỉ mà cũng quên, đó chính là cảnh giới tam muội. Trong tâm không có vô minh, không phiền não, không có vọng tưởng, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát niệm thật rõ ràng, hoan hoan hỉ hỉ, không còn gì an nhiên tự tại hơn, sảng khoái hơn. Có bệnh chăng, bệnh cũng hết, đau chăng cũng hết đau, không ăn cũng không đói, không ngủ cũng không buồn ngủ, đó chính là cảnh giới của người niệm Quán Âm Tam Muội. Ha ha ha,